sử dụng cái này nhàn mà bình thường ấy để đăng nhập được để tra cứu hóa đơn điện tử thì chị phải vào đây để chị đăng nhập được chưa thế thì bây giờ thay vì chị đăng nhập ở trên đây thì nó có cái tool này chị sẽ đăng nhập trực tiếp trên đây bằng cách là user là mã số thuế của từng công ty và mật khẩu chính là mật khẩu đăng nhập vào trang hệ thống hóa đơn điện tử của tổng cục thuế đấy tức là mình sẽ thông qua cái tool này mình đăng nhập và nó sẽ tự động ngầm hiểu là mình đang đăng nhập nó kết nối trực tiếp với web để là để lấy thông tin được chưa thì đây là cái giao diện sau khi mà chị đã đăng nhập thành công. Thì cái tool này nó rất là dễ thôi. Nó 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 có luôn chức năng ở đây chị nhìn chị cũng có thể hiểu được. Tức là đây chị có thể tra cứu được theo tháng, theo quý hoặc theo năm, nó không giới hạn thời gian bằng cách chị chỉ cần điền thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc mà chị cần tra cứu. Được chưa? Tiếp theo chị có thể tra được từng loại hóa đơn bán ra và hóa đơn mua vào được chưa? Với loại hóa đơn mua vào mà chị đăng nhập ở trên cái trang hệ thống hóa đơn điện tử này thì chị chỉ tra được từng tháng một và phải tra từng loại là hóa đơn có mã, hóa đơn không có mã và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Nhưng ở trên cái thằng tool này chị chỉ cần tra một lần nó ra đủ hết ba loại đi luôn. Được chưa? Mua vào và bán ra. Còn bên thống kê này nó sẽ có ba loại. Một là bảng kê tổng quát, là thể hiện tổng tiền trước thuế và tiền thuế của từng hóa đơn và một bảng kê chi tiết tức là thể hiện nội dung chi tiết số lượng đơn giá thành tiền của từng hóa đơn và một phần nữa là chị tải xml hóa đơn điện tử dạng html để lưu về máy được chưa nào thế bây giờ mình test thử nhá của cái công ty này nó có phát sinh nhiều không ít thôi thế thì em sẽ điền luôn cả một năm cho chị luôn tra luôn cả một năm hóa đơn tổng quát đi mua vào thế thì ở đây nó là cái phần chị chọn cái ổ chị lưu đấy chị sẽ muốn lưu cái tập tải tin về đấy ở đâu ví dụ đây là kết quả được chưa Đấy Thì chị sẽ tạo một cái folder chẳng hạn Xong chị lưu vào đây Rồi sau đó nhấn vào cái chữ tải về Đây Hoàn tất tải thống kê 95 trên 95 hóa đơn Đây là bảng kê tổng quát Thế bây giờ chị muốn tải cái bảng kê chi tiết Thì chị nhấn vào chi tiết Thì bây giờ em cứ tải cho chị ạ Ôi chết rồi Mình lại tích cả XML, HTML rồi <laughs> Có khi nó tải luôn cho chị cả cái hóa đơn này luôn rồi Nếu mà chị muốn cái tiến trình tải nhanh ấy thì chị sẽ không tích vào xml html nữa khi mà chị tích vào như thế thì nó sẽ sẽ tải đồng thời tiến độ nó sẽ chậm hơn một chút đấy xong thằng chi tiết rồi thì bây giờ chị có thể vào xem kết quả này cho chị xem kết quả trước này thằng uh, chi tiết của bán hàng hay chi tiết mua hàng nó cũng y hệt như nhau thôi nó sẽ thể hiện dưới dạng như thế này đây đây là kết quả tra cứu được chưa nó có thể hiện là tên hàng, đơn vị tính số lượng, đơn giá thành tiền của từng hóa đơn. Của tất cả các hóa đơn của chị ở đây. Được chưa? Đấy, thế còn thằng tổng quyết, tổng quát đây. Tổng quát là thể hiện cái tổng tiền trước thuế. Tiền thuế của từng hóa đơn nhé. Đây, tiếp tục tải mua vàng tiếp. Đây, hoàn tất tải thống kê chi tiết mua vào cho cả năm đấy thế là em đã hoàn sao hoàn thành xong cái quá trình là tải cả một năm cho chị cả dạng hóa đơn xml html đấy bảng kê tổng quát bán ra bảng kê mua vào chi tiết mua vào chi tiết bán ra